tất nhiên là vĩ đại và sắc nhất, vĩ đại nhất. Thì ở đây tôi đọc tiếp câu đó, ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Maha Tát thỉnh đạo hỏi Đức Phật: Bồ Tát và Maha Tát, muốn chứng được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác thì phải tu hành những pháp môn nào? Cái câu vào trước tôi đã nói, tôi nói trước rồi tôi đọc kinh thì các bác vậy nhé. Bồ Tát, tôi đọc lại. Bây giờ Bồ Tát Đại Trang Nghiêm cùng 80.000 vị Bồ Tát liền đồng thanh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát và Ma Ha Tát muốn chứng được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật một viên mãn rồi đó, hoàn toàn rồi đó, không có gì hơn nữa, vô thượng đó, chính đẳng chính giác, thì phải tu hành những pháp môn nào? Quý bác suy nghĩ đi. Chúng ta cũng đều muốn như thế. Chúng ta ví dụ nếu có Phật mà ở đây thì chúng ta cũng muốn thưa, kính thưa Đức Phật là phải tu thế nào để thành Phật giống như Phật. Cái đặc biệt của Phật giáo là mình bây giờ mình phàm phu tục tử, mình đầy tội lỗi, đầy này đi kia đủ chuyện hết, nhưng mình cũng có khả năng thành Phật ngang hàng như Đức Phật, bình đẳng như chứ tất cả chư Phật. Thì như thế thì chúng ta sẽ hỏi là muốn chống được thành Phật giống như Phật đó, muốn chống được thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải tu hành những pháp môn nào, và những pháp môn nào có thể khiến cho Bồ Tát Ma Ha Tát chống được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta thường thường chúng ta cũng muốn chống được hết, chống được cái gì nhanh lắm, nhưng mà tôi hồi nãy tôi đã nói nhiều khi nhanh nó đi rất là dài, nhiều khi mà chậm đi rất là nhanh. Nhưng mà ở đây là thì Bồ Tát Đại Trang Nghiêm đó đặt câu hỏi thưa với Đức Phật thì giống như là đại diện cho chúng sanh, mà chúng sanh này chúng sanh mà vĩ đại đó, bởi vì chúng sanh đây là Bồ Tát và Ma Ha Tát, đến Đại Bồ Tát rồi mà cũng chưa thành giống như Đức Phật được, bởi thế phải đạt đến chỗ vô thượng chánh đẳng giác. Và những pháp môn nào có thể khiến cho Bồ Tát Ma Ha Tát chống được đạo vô thượng chánh đẳng giác, cái đó là quan trọng nhất. Thì Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Trang Nghiêm và 80.000 vị Bồ Tát rằng: Quý bác lắng nghe nha. Này Thiện Nam Tử, đấy, nói với Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mà nói là Thiện Nam Tử, nhưng mà mình có thể hiểu ngầm là Thiện Nam Tử là thiện nữ, nữ nhân. Này Thiện Nam Tử, này Đức Phật, là của Đức Phật. Có một pháp môn hay làm cho Bồ Tát Ma Ha Tát chống được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Có một pháp môn, quý bác nghe, một pháp môn. Nếu có Bồ Tát nào học pháp môn đó thì có thể chống thành được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đức Phật nói có, nhưng mà ngài chưa nghe, chưa trả lời để cho tất cả Bồ Tát Ma Tát lắng nghe. Cái khi mà trả lời nhanh quá, nhiều khi nghe nó không để ý, không thấy quan trọng. Nhiều khi trả lời chậm chậm, ngài từ lúc ngài chậm rãi để cho Bồ Tát Ma Tát tập trung tư tưởng. Chứ hạn như tôi hỏi với bác một câu, bác trả lời liền, hạn con đường này đi đến chỗ Alhambra, đến Santa Monica đi cách nào thì nó dễ, nhưng mà cái chuyện pháp môn tu hành nó phải giống như chỉ đường, đường đi xe cộ, phải tập trung tư tưởng, mà khi hỏi phải biết cách hỏi, giống như khi trả lời và cũng phải đợi đến người hỏi đầy đủ chín mùi để trả lời. Bởi mấy thiền sư họ, mấy thiền sư trả lời, ngày mấy ngày trả lời hay lắm, trả lời đúng lúc như thế thì người khác mới hiểu được ý nghĩa. Còn những lúc mà mình người ta chưa có khát khao để mà hỏi mà mình trả lời thì nghe bên đây nó lọt qua bên kia thôi. Đức Phật kia trả lời, Phật nói có. Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang hỏi có cái pháp môn nào không? Và kính thưa Đức Phật, để mà có thể thành Phật nhanh chóng. Đức Phật nói có một pháp môn đó, mà pháp môn nó có thể thành Phật nhanh chóng. Thành Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, giống như Phật. Rồi cái ngài Đại Trang Nghiêm hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, pháp môn đó tên hiệu là gì? Nghĩa lý ra sao? Bồ Tát phải tu hành như thế nào? Chúng ta phải hiểu là chúng ta giống như là ngài Bồ Tát Đại Trang Nghiêm hỏi cho chúng ta đó. Pháp môn đó tên hiệu là gì? Nghĩa lý ra sao? Bồ Tát phải tu hành như thế nào? Đức Phật bảo. Bây giờ Đức Phật bảo: Này Thiện Nam Tử, một pháp môn đó tên là vô lượng nghĩa. Bây giờ mấy bác thấy không? Một pháp môn, một, nhưng mà pháp môn tên là vô lượng nghĩa.